bị khai trương cửa hàng, muốn tạo một bảng giá niêm yết để có thể dùng trong chuỗi ngày khai trương. Alo alo, bot 365 nghe rõ trả lời. Bot 365 xin chào. Các chủ kinh doanh muốn thêm mấy bảng giá niêm yết cho ngày khai trương hoặc là ngày lễ và ngày Tết ư? Đừng lo, với tính năng thiết lập bảng giá mới, phần mềm quản lý bán hàng Bot 365 hoàn toàn có thể hỗ trợ các chủ kinh doanh làm được điều này. Và chào mừng các bạn đã đến với series Bot 365 từ A đến Z. Tại màn hình tổng quan của phần mềm, chọn hàng hóa, chọn thiết lập bảng giá. Tại màn hình chính của tính năng, các trường thông tin bên trái, các bạn lựa chọn vào dấu cộng để thêm mới bảng giá. Có các trường thông tin mà các bạn cần điền bao gồm tên bảng giá, ngày hiệu lực, giới hạn chi nhánh, lựa chọn chi nhánh mà các bạn muốn áp dụng ưu đãi, và giới hạn nhóm khách hàng, lựa chọn nhóm khách hàng mà bạn muốn áp dụng. Sau đó, các bạn ấn lưu để hoàn tất quá trình thêm mới. Khi giao diện thiết lập bảng giá mới hiện ra, cũng giống như nhập hàng hay là kiểm kê, các bạn cũng có 3 cách để có thể thêm mới hàng hóa. Cách đầu tiên, đó chính là gõ mặt hàng các bạn muốn thêm mới vào ô tìm kiếm. Cách 2, đó chính là thêm theo nhóm. Và cách cuối cùng, đó chính là import hàng hóa. Tại biểu tượng máy tính cạnh trường thông tin thêm theo nhóm, các bạn lựa chọn để thay đổi giá bán mà mình mong muốn. Ở đây, Bot 365 lựa chọn giảm 50% so với giá bán hiện tại. Và bây giờ, Bot 365 sẽ hướng dẫn các chủ quán thực hiện thao tác trên màn hình thu ngân nhé. Trước hết, tại mục giá niêm yết, các bạn lựa chọn bảng giá khuyến mãi mà mình muốn áp dụng. Ở đây, Bot 365 lựa chọn bảng giá ưu đãi tháng 6 mà đã được cài đặt trước đó. Các bạn vẫn lựa chọn các mặt hàng khách mua như bình thường. Sau đó, các bạn ấn thanh toán và ấn in. Bill in ra sẽ có cả giá gốc và giá khi đã giảm đối với các trường hợp giảm giá. Trên đây, Bot 365 vừa hướng dẫn các chủ quán tính năng thiết lập bảng giá mới một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Nếu có gì thắc mắc, các chủ quán có thể comment ở bên dưới hoặc liên hệ đến số hotline 1900 4515 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Đừng quên ấn like và subscribe để theo dõi những video mới nhất từ series Bot 365 từ A đến Z nhé.